Nó đúng ra là mình cũng muốn là cho cháu có cuộc sống giống như những cái trẻ khác, nhưng thực tế là không có khả năng. Cô làm đồ lùng ghét không ăn không á. Xếp của cô để em ngày ráng, cô đem về cho ba cái nhỏ ăn. Mà ba anh em nó dành, cô cũng thấy sốc. Sẽ có một bất ngờ dành cho cô. Đúng rồi. Đó là tụi con sẽ giúp cô bán phá lấu ngày hôm nay. Phá lấu nóng giòn dai dai, ăn vào một chén dẫn mai cả ngày. Mình cùng nhau đi muôn nơi và trao đi biết bao điều thật tuyệt vời. Chút đi may mắn để nhận lời nụ cười và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Xin chào tất cả các khán giả, hôm nay thì BB sẽ tham gia chương trình Ngày May Mắn được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty T Production. Và như mọi người đã biết thì chương trình Ngày May Mắn mang tới một ngày thật là may mắn, thật là ý nghĩa cho những mảnh đời kém may mắn. Hôm nay BB sẽ đi cùng một người bạn đồng hành nữa. Thì cái người bạn đồng hành của BB đó cũng là một người đang sống gần khu vực này luôn, cho nên là biết được cái mảnh đời của nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, giới thiệu với BB để hai đứa cùng thực hiện chương trình Ngày May Mắn này. Ủa, anh thanh niên. Anh thanh niên năm nay đã ngó ngén 30 rồi. Coi địa chỉ chưa? Gọi địa chỉ coi rồi phải không? Coi rồi, coi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi tới nhà của nhân vật chính ngày hôm nay. Tiến yeah. Và hôm nay á là sẽ đến với một cái nhân vật chính, đó là một cái cô chạc tầm 60 tuổi, một mình phải nuôi tới 5 miệng ăn rồi. Wow. Và được biết là công việc của cô ngày xưa là bán phá lấu. Trời, một món ăn mà BB dạy chịu rất là thích khi lúc thời mà đi học. Trời ơi, nó mê lắm đó. Và hôm nay đó chính là lý do mà hôm nay hai đứa tay xách tách mang tới đây để tái hiện cùng cô cái công việc ngày xưa của cô. Đúng rồi. Còn mọi người biết không, không những là hai đứa tới đây để mang tới may mắn cho cô mà còn mang tới cả niềm vui nữa. Vì mình cũng biết những cái mảnh đời mà kém may mắn thường thường là họ sẽ rất là ít khi mà được vui cười thoải mái trong cuộc sống. Cho nên đó là lý do mà hôm nay hai đứa tới đây mang niềm vui cho cô và cũng như gia đình. Tiếng khóc vì đói, vì nhớ cha, nhớ mẹ của những đứa cháu nội như những nhát dao ngày ngày khứa vào ruột gan của cô Nguyễn Thị Tuyết suốt 3 năm nay. Sau khi người con trai thứ của cô tan vỡ hạnh phúc vì cái nghèo, anh đã bỏ nhà đi làm xa, kiếm tiền trả nợ chưa một lần trở về. Cô Tuyết vì thế trở thành trụ cột chính trong gia đình 6 miệng ăn dù đã qua cái tuổi lao động. Mẹ già ngoài 90, ba đứa cháu thơ dại và người chị gái phải bỏ nghề giúp việc để phụ săn sóc nhà cửa. Giờ đây chỉ còn trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc nhân viên tạp vụ của cô Tuyết. Bấm bụng chịu đói, để cháu, để mẹ được no là chuyện rất thường xuyên mà cô phải làm. Tiền lương có 4 triệu mấy, cô nghĩ một ngày là không có tiền để cho mấy đứa nhỏ ăn đâu con. Tiền của cô chỉ đủ đưa vào điện nước, rồi gạo thóc, rồi sữa xong, còn thức ăn hàng ngày đâu ra. Cô chỉ uống thuốc cầm cự giảm đau để mà làm kiếm tiền cho cháu mình được có đồ ăn, không nhiều thì cũng ít. Con chỉ có 12 ngàn để đi xe bệnh. Cô lộn đồ con đừng ghét con ăn không á. Cô cũng nhắc nhiều khi mà từ cái chỗ đó nó nhân viên mới phát hiện được, mà hợp lại mới nói chứ cô đừng có ăn như vậy nữa. Con sẽ đưa cho cô đồ ăn đàng hoàng, con đừng có ăn như vậy nữa. Lỡ con ngã bệnh rồi cháu con ai nuôi? Kinh tế gia đình trước đây nhờ vào món phá lấu mà cô ngày ngày đẩy xe đi bán. Nhưng rồi cuộc sống đảo lộn khi người chồng đầu ấp tay gối lại lâm cảnh tù tội vì xích mích ẩu đả. Cuộc sống từ đó chật vật trôi qua từng ngày, vốn liếng buôn bán chẳng còn. Năm người con của cô đành nghỉ học mà đi làm ăn xa, tự trang trải cuộc sống, rồi cũng nghèo khó, chẳng thể giúp được gì nhiều cho mẹ. Nỗi lo âu và khổ cực vì thế mà hiện lên thấy rõ trong đôi mắt cô mỗi ngày. Không
có đủ điều kiện để mà cho mấy cháu được như người ta. Thành ra mấy cháu mới sinh ra một cái bệnh là thiếu máu. Là thằng bé lớn này là theo như bác sĩ bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói là bé thiếu máu tới là 65%. Còn bé này thì là cũng thiếu máu 50%. Và bác sĩ cũng hỏi một ngày là nó bú bao nhiêu. Thì cũng thiệt tình họ bú sữa gì. Thì tôi cũng thiệt tình tôi kể là bú sữa đặc không. Thành ra nó đúng ra là mình cũng muốn là cho cháu có cuộc sống giống như những cái trẻ khác. Nhưng thực tế là không có khả năng. Thành ra cũng hơi buồn. Tại vì tôi cảm thấy mình là mình ổi, mình không lo tròn cho cháu. Còn chuyện học hành cũng không có khả năng luôn. Ở lớp nuôi người mẹ 97 tuổi. Người mẹ thì cũng có đau bệnh. Một thằng con trai út cũng bị bệnh động kinh. Mà tôi cũng không có điều kiện để mà dẫn mẹ đi khám bệnh luôn. Cái nghèo đã đeo bám gia đình suốt hai thế hệ. Và có lẽ là cả thế hệ những đứa trẻ thơ dại này. Tuổi thơ của các bé đã chẳng thể trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ. Vậy mà tương lai, chuyện ăn, chuyện học còn chẳng đảm bảo, thì liệu tiếng cười nói hồn nhiên trong căn nhà nhỏ này sẽ còn giữ được bao lâu? Ồ, cái hẻm nó cũng là khá là nhỏ đó. Vô để mới thấy mọi người rất là nhiều gia đình cũng khó khăn nha. Dạ, chào cô. Chào cô, chào bà. Dạ, tụi con là Bibi Trần và Hải Chiêu. Dạ, tụi con là đến từ chương trình Ngày May Mắn. Cảm ơn chú. Dạ. Ngồi đây hả chú? Con dạ, bà cứ ngồi giống sao? Tụi con tự nhiên lắm bà ơi. Dạ, cô, cái này là ba bé này là... Đây là tên gì? Bé trai là tên gì cô? Bé nó tên là Min. Min. Dạ, phải dễ thương quá. Trời, là bao nhiêu tuổi rồi con? Mắc cỡ. Hôm nay có đông người mắc cỡ. Đây là bé lớn nhất của hôm cô. Nhưng mà tình trạng của ba bé là sao mà phải xa cha mẹ không cô? Là do vấn đề là mẹ nó dướng vô tệ nạn xã hội. Thường hay lên cơn rồi nó đúng ra là hay quýnh con. Dạ. Quýnh con nhiều khi có lúc bốc cổng với xíu luôn á. Ôi trời. Ba nó thì đi dân lao động phổ thông mà, rồi nó là chia tay. Cô thì làm đủ sống đâu có được mọc được, vợ chồng thôi. Đâm ra mới đi vay nợ ở bên ngoài. Rồi giờ là ba tụi nhỏ Ba nó thì coi như là cô có kêu về nhưng mà ba nó sợ, không có dám về. Tự nhiên người ta có nói là thấy ba nó đau sự đó. Nói thật ra không có dám về. Cô hỏi là với lại cái nghề mà cô đang làm, tập vụ của cô thì nó có đủ trang trải cuộc sống rồi. Nói đúng ra là không đủ đâu con. Một ngày cô đi làm chỉ có 12.000 đúng vì xe buýt thôi. Không có tiền để mà mang cơm theo. Thì đúng 10 giờ là cô đi gom rác. Cô lượm thức ăn trong đó mà cô để ăn, cô xúc để mà cô làm. Chẳng sức khỏe của bà là sao cô? Cô lên cơn giống như là bị động kinh đó con. Dạ. Cô bị tuổi già nó rồi hay bị làm như lên. Dạ. Mà cô cũng không để có tiền để đi cho cụ đi nữa. Dạ. Đi trong giờ thì sợ cụ đi không có sức khỏe của em. Cô cũng cảm thấy mình là con, mình lo không cho, có buồn. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của cô cũng khó lắm cô. Tại vì phải đi làm, vừa phải lo ba đứa nhỏ, rồi phải lo cho bà nữa. Cho nên là nó sẽ dễ bị phân tâm, mình dễ bị áp lực này kia. Cái tình trạng sức khỏe của ba bé như thế nào cô? Cái thời điểm mà cha mẹ nó đi bỏ đi á, thì đó là một cú sốc kinh tế cho cô nhiều lắm. Một bữa nó là bé bị bệnh, thằng lớn nó thiếu máu,
mà nó đứng lên không được, nó té. Cô tưởng là do nó không ăn. Khi mà đưa vô bệnh viện thì bác sĩ la dữ lắm. Bác sĩ nói bà nuôi cháu một cái cách gì mà bé chỉ còn có 35% máu, làm sao mà sống được. Thiếu chất dinh dưỡng quá nhiều. Ủa về nhà không có cái gì để ăn hết. Thì cho bé ăn cháo gói, hai ngàn gói. Thì mì gói nó hết mà. Nó ăn hoài nó cũng ngán. Rồi nó chỉ đói, nó chỉ biết bú sữa mà cầm cự. Để mà sống từng ngày thôi đó. Đó là bé được vô bố một năm. Con em cũng vậy, cũng do thiếu ăn, không có đủ tiền để cho bé. Nó phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng đúng rồi mới phát triển được. Cô có xin tiền, mẹ nói là cho cô xin 500 đồng đi tới khám bệnh khoa huyết học. Thì mẹ nói rồi cũng không thấy đỡ tiền. Rồi bây giờ là nãy giờ là hỏi những bé rồi cô rồi bà rồi, bây giờ tới cô, cái sức khỏe cô giờ này làm sao? Nó đúng ra là cô không có dám đi khám, sợ mình biết mang một cái bệnh ngặt nghèo nào đó. Thì là cô cảm thấy là mình sẽ suy sụp tinh thần, cô mất ngủ. Hiện tại là do cái nghề nghiệp của mình á, là cô bị đau khớp với lại giãn tĩnh mạch nữa. Mà nếu như cái sức khỏe của vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc đúng không cô? Công việc của cô như thế nào? Cô có... Cô uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Ảnh hưởng lắm đó cô. Giảm đau. Với cái mức lương mà mình làm vậy đó cô, không những ăn uống mà còn sinh hoạt hàng ngày nữa, thì mình xoay như thế nào cô? Thì cô làm một tiếng thì được 30, ví dụ như 2 tiếng, 3 tiếng. Thì để có tiền cho mấy cháu ăn. Trong công ty cô á, nó phải hiện dự cô lộn đồ trong sọt rác để ăn. Thì tụi nó không phải là ngày nào cũng giúp, nhưng mà trong cái team của tụi nó có đi khách hàng thì cơm tụi nó dở theo thì nó đưa cho cô đó. Rồi dụ một bữa nào có đứa nào nó cho một đứa thì cô ăn đủ mình cô, nhiều đứa nó cho thì cô đem về cho mấy bé. Thì mấy bé nhờ cái những cái đồ ăn như bữa hổm xếp của cô đã ăn ngày án, cô chia lại cho người bạn nằm chung cô một miếng, cô một miếng cô đem về cho ba đứa nhỏ ăn. Ba anh em nó dành, cô cảm thấy sốc. Không thể để mua thêm một miếng. Với cái hoàn cảnh của cô, con thấy với cái đồng lương mình luôn nữa, nó rất là cực khi mà cô phải gánh cả 5 người như thế này. Có bao giờ cô nghĩ tới cái trường hợp mà xấu nhất là sẽ gửi bác bé đi những cái cô nhi viện hay như thế nào không cô? Bé nó cũng còn mẹ, còn cha, nhưng mà mẹ nó thì cô không dám gửi rồi đó. Nhưng mà cũng còn ba nó. Và con cũng hy vọng là anh có xem chương trình này thì anh cũng sẽ có một cái suy nghĩ tích cực hơn, là cố gắng hơn để có thể phụ cô, để chăm sóc ba bé cũng được, chứ không cần mình phải báo hiếu cho cha mẹ, mà ít nhất ít ra cũng có thể chăm sóc được cho ba đứa con của mình. Chắc là mấy con cho chú hỏi coi, nhớ ba mẹ không? Ừ? Nhớ không? Lắc đầu. Có hay chia sẻ về ba mẹ không cô? Hay nói về ba mẹ không? Nó giờ con nói thật luôn, là thằng bé do mẹ lên cơn đánh hoài thì nó không có chút gì tình thương. Ba thì lo làm kiếm sống, không có gần gũi, cho nên nó tới thương cha mẹ thì không. Bé nói thật đó. Chỉ có con bé gái. Đợi đó mẹ nó điện về khóc dữ lắm. Mẹ ơi nị nó, nhớ mẹ lắm. Mẹ về với nị đi. Ba mẹ đi là ba bao nhiêu lâu rồi con? Cách đây bao nhiêu? Đi hồi lúc con bé nhỏ xíu mới 7 tháng. Nó kêu cô bằng mẹ không? Ai hỏi mẹ, mẹ con đâu, nó chỉ cô. Nó không hề biết mặt mẹ nên là sao ba nó cũng không biết. Thì có ba đứa con thì chắc thương chết luôn á.
cột qua kèo là kèo qua cù. Nhà mình chắc xây này kia cũng lâu hả cô? Dạ, 10 năm. Trước mắt mình thấy là ở đây là hình như là cái chắc là chỗ ngủ của bà luôn hả cô? Còn mấy cháu thì ngủ ở đâu hả cô? Là ngủ ở đây là mình trái chiếu. Đây là sẽ đi xem quanh ngủ vừa phòng ăn vừa phòng khách. Dạ. Đây đi, bây giờ mình đi tham quan cái nhà con ha. Chỗ này là của ai cô hả? Đó ba mẹ giờ là cái xo. Nó không được hoàn chỉnh, nó không được gọi là một căn nhà luôn á. Tại vì mưa cũng dột hết. Dột hết trơn, con bột hết trơn. Đây nè, những con gạch nè, xi măng rồi tất cả mọi thứ. Này là tường của ta cũng. Nhà tắm thì tạm bợ, nói chung là. À còn đây là cái chiếc xe đạp này là sao, tại sao xe kéo đây cô? Xe đạp hồi xưa con đi bán có lấu á. Ồ vậy hả con? Kỷ niệm treo lên hả? Kỷ niệm thôi cô. Của bạn cô chó. À. Bây giờ mình đi ra ngoài trước thôi nè. Thì là con được biết á, là ngày xưa cô có bán phá lấu đúng không? Cô bán rất là ngon. Thì hôm nay ngày may mắn đến đây thì sẽ có một bất ngờ dành cho cô. Đúng rồi. Đó là tụi con sẽ giúp cô bán phá lấu ngày hôm nay. Cô cảm ơn. Trời không gì đâu, cô phải vui gì đó. Chợ chứ bộ, lâu lắm rồi mới đi vô chợ thì kia luôn mọi người. Hôm nay mà mọi người thấy phá lấu ổn mà ngon là mọi người hãy ủng hộ nha. Rồi bây giờ mình bày ra mình bán thôi cô. Dạ. Nay là học nghề phá lấu nè mọi người, sau này là được là đi bán phá lấu luôn. Rồi đây là cái nồi quen thuộc nè, hồi xưa đi học mà trước cổng trường thấy cái nồi này là thèm chết thèm sống á. Bày ra đi. Đây. Nè, để ly trên đây nè, không, để ly trên đây luôn nè. Đó, trời ơi, cây nước mắm ngon thấm. Trời, hấp dẫn nghe chưa. Phá lấu ngon là phải có cây nước mắm ngon nữa mọi người. Ai mua giùm phá lấu em. Ai phá lấu. Ê trời. Ê trời. Chiều thiệt luôn á, không có một cái chút gì nít na luôn á. Cô chờ một xíu, múc con bán liền nha. Trời mọi người ơi, coi là phải mua nha, ủng hộ tụi trời em ơi, nha đó, trời. Tụi em đến từ kìa. Chương trình Ngày May Mắn. Dạ, thả tim, thả tim. Rồi, cảm ơn chị. Bán rẻ lắm, 150 một ly thôi. Ôi trời ơi, không, giảm giá, giảm giá. 20 thôi, giảm giá còn 20. Tụi em bán này làm cái quỹ, tụi em về mua vàng. Ê, trời ơi. Ủa, là lấy. Về ủng hộ chương trình. Phá lấu thì phá lấu mọi người ơi. Phá lấu thì mọi người ơi. Cô nào chồng bỏ chồng chê, ăn chén phá lấu là chồng quê chồng đi luôn. Ê quên nha, chồng mê tới già nha. Dù ai nói ngã nói nghiêng, ăn chén phá lấu thì duyên tới già. À thì duyên tới già luôn hả? Phá lấu ngon nha mọi người. Trời ơi, cái gì cô? Được chứ con? Cho ngoài kia order 10 ly kìa. Chưa gì hết trơn mà thấy là hả, ở đây là mọi người đã rần rần, đã nôn nao, đã muốn mua rồi. Mà muốn mua BB với Hải Triều. À quên à, muốn mua phá lấu của BB và Hải Triều. Ngon quá à, không lẽ hai đứa mình làm gọi là mở hàng đầu tiên chứ. Nè trời ơi, hấp dẫn lắm luôn á mọi người, coi nè. Tươi ngon mơ mởn luôn á. Thiệt, hay bây giờ bán ly 20 là còn phải suy nghĩ nha. Hay là 30.000 ly ta. Thôi mình nghệ sĩ bán mình đánh 50 đi. 50 luôn hả? Ừ. Cũng được. Không ai mua giúp mình mua. Là mình mua hết luôn. Nguyên xô. Yeah. Rồi, ủa cô cái này là ngày xưa là cô bán, là cô bán như thế nào cô? Dù cũng giống như vậy hay sao? Không không, hồi xưa cô bán một chén. Ủa mà cô bán được ba bao nhiêu lâu cô? Cô bán được 10 năm. Trời. Wow, 10 năm. 10 năm trước cô bán phá lấu. Trời ơi. 10 năm sau nhờ chương trình Ngày May Mắn cô bán lại chén phá lấu nữa. Trời ơi, kỷ niệm năm mùa trước, về hả cô? 10 năm trước cô bán phá lấu hả? 10 năm trước. Là lúc đó mình 10 tuổi á. Trời ơi, lúc đó mình mới có học lớp 4, lớp 5 mà. Đúng rồi, trời ơi. Tại vì tính ra năm nay tụi con cũng mới có 18 đôi mươi thôi cô. Đúng rồi. Rồi, bây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bán nào. Đi bán nha. Phá lấu nóng giòn dai dai. Ăn vào một cái dựng mai cả ngày nha chị. 30.000 chị. 30.000 chị ơi, chị thấy không? Trời ơi. Chị ơi, quá đẹp. Chị
quá đẹp. Cảm ơn chị. Chị xuất sắc. Chúc chị may mắn nha chị. Bánh mì không chị? Bánh mì 5.000. Trời ơi, cầm cái khá lóng mà nhìn thấy sang trọng liền luôn á. Ủa bánh mì 5.000 con. Trời ơi, trời, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ trời ơi. Đẹp đi. Tại tụi em bên đang bên chương trình ngày may mắn đó chị. Bánh mì không? Dạ. Dạ 35.000. Rồi cảm ơn chị. Phá lẩu nóng giòn dai dai, ăn vào một chén giận mai cả ngày. Ê, thấy là có vẻ là mình đọc vậy mọi người sợ mọi người nhé. Phá lẩu nóng giòn dai dai, ăn vào một chén giận mai cả đời. Không đều được luôn á. Chị không có lâu không chị? Trời ơi kìa, có ăn liền kìa. Chị ơi giúp tụi em. Trời ơi, 30 thêm bánh mì 35.000. Phải lỗi may mắn đó. Trời ơi, còn trả giá là may mắn. Tại biết sao không, tụi em tới chương trình nè, ngày may mắn nè. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, 30 được rồi. Bà chưa lấy, bà lấy đồ, bà chưa trả tiền luôn. Mọi người ơi, chết rồi mọi người ơi. Dạ, trời ơi, chị bên đây nè. Trời ơi, chị bên kia đó kìa. Trời ơi, đây, trời ơi, đây người đẹp quá trời. Vừa đẹp nết mà vừa đẹp người nữa. Đẹp luôn á. Dạ, 30.000. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn cô nhiều. Trời ơi, nói chứ phải đâu 50.000. Cô bo cho 20. Trời ơi, xuất sắc. Nói cái chợ gì mà gặp ai cũng dễ thương chứ, ai cũng đẹp chứ. Kìa, một chén kìa, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, em đi ơi. Đường 30.000 em ơi. May mắn em ơi. Nó lỗ may mắn đến bớt là 20. Mẹ này nó trả giá gì để may mắn nó bớt xuống một miếng nè. Đây, cảm ơn em. Trời thấy thương ghê gì đó. Đâu rồi cái chị mà nè. Kìa, chị kìa, sao cái cây kìa. Trời ơi. Sao cái cây kìa. Tụi em tới liền nè. Đó, trời phải ơi. Phải tìm cho bằng được chứ chị. Cái hình coi gì. Đó, vô chụp luôn nè. Đó, chụp hình nè. Chụp tấm hình thì cái chén này 300. Đổ chết. Không đâu. Mới muốn, tôi muốn tìm mẫu quán phá lấu gần đây là nhớ ủng hộ nha. Dạ. Còn một ly. Còn một ly anh chị. Trời ơi. Trời, người ta mua rồi. Có người mua luôn. Sao mà nó ăn gì nó đẹp dữ vậy ta. Dễ vô một ly nha. Rồi để em đi lấy phá lấu thêm. Trời ơi, đang bán phá lấu mà nhìn thấy chè mà thèm dễ sợ luôn á. Để chú qua mua chè ăn. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ đi về đón cô và đúng cho rồi. Cô một cái bất ngờ tiếp theo của ngày may mắn. Mà nó bây giờ mình dám làm lên cho bà để cho nội để tao cũng còn sống bao lâu đâu. Mẹ ơi nè. Mẹ mình hơn hỏi mẹ. Bây giờ lớn lên rồi, không có lo được cho mẹ nhiều á. Em con rất là quý ba lỗi lắm. Anh con sẽ không bao giờ quên ơn của mẹ đâu. Đó là rất là hạnh phúc cho cô. Cô vô cùng cảm ơn chương trình.